Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Con đường trước mặt anh chị là một con đường đất đỏ có cái lộ dưới là 12m, đầu nối trực tiếp với tuyến xuyên tâm, tuyến số 3. Đi thẳng hướng này thì mình ra tuyến số 3 và tuyến xuyên tâm thì chỉ vài trăm mét thôi, chắc khoảng chừng 400-500m gì đó là tới tuyến xuyên tâm, tuyến số 3. Đi tiếp tục vào là mình tới được cổng khu công nghiệp BKMX Đồng Phú, theo trục tuyến số 3, đi Ủy ban Tân Hòa, Ủy ban Tân Lợi. Từ đây vào đó khoảng chừng 2 cây số đây, rất là gần. Qua bên kia suối, đó, đằng sau này nó có con suối, người ta gọi là suối Giạt đấy. Qua bên kia suối là cụm công nghiệp của thằng Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, anh chị ha. Rồi đi tuyến số 2, đó, theo hướng này này. Đó, đi hướng này thì mình ra thẳng cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, rồi đi tuyến số 2, đi DT741, đi trung tâm hành chính huyện Đồng Phú. Thì từ đây ra đó khoảng chừng ra trung tâm hành chính huyện, ra DT741, ra cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 thì nó rơi vào khoảng chừng 700m đến 1 cây số rồi. Nó khá là gần anh chị ha. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một sản phẩm có cái diện tích là 9 xào rưỡi. 9 xào rưỡi là cái miếng cao su này anh chị. Đó, cái cột bê tông này hất về là người anh kia. Đó, cái miếng cao su người ta đang cạo này. Miếng này nó có hai mặt đường anh chị ha. Mặt này nó được là 100 mặt đường, cái mặt này được 80 mét này, còn mặt bên hông là được 70 mét anh chị ha. Đấy, bắt đầu từ đây. Đấy, ranh giới rất là rõ ràng. Cái bê tông này hất sang mấy vườn cao su già này là của người ta, còn từ cột bê tông này hất sang này là của cái 9 xào rưỡi này anh chị ha. Đất rất là bằng phẳng, vuông vức, hai mặt tiền. Đó, bây giờ tôi cùng anh chị đi nhá. Đi sang mặt bên kia, đi xuống cuối đất luôn anh chị ha. Cái vị trí này thì sau này nó cực kỳ là phát triển đấy chị ha, vì nó gần các cụm công nghiệp, gần các khu công nghiệp, gần thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, và nằm giữa tuyến 3 và tuyến 2 anh chị ha. Đấy, bắt đầu từ đây 80m mặt đường này. Rất đẹp đúng không? Cách cụm công nghiệp rồi là các tuyến đường lớn vài trăm mét. Đây, đến ngã ba này. Cái đường cứ đi thẳng đường này là mình ra được tuyến số 3. Ra được tuyến xuyên tâm luôn. Và cái đường này anh chị cũng ra được tuyến xuyên tâm và tuyến số 3 luôn anh chị ha. Rất là tuyệt vời anh chị ha. Mặt bên này được 70 mét, mặt bên này được 80 mét. Đó, tôi chia sẻ nhanh như vậy để cho anh chị xem. Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Rồi, đây. À, hai ông chủ này ông bấm hai cái máng hai màu khác nhau để phân biệt giữa đất nhà ông này và đất nhà ông kia. Anh chị nhìn thấy cái máng cao su này, màu cam này, còn ông bên này là màu trắng này anh chị thấy không? Ở giữa đây là bờ mương. Đó, 9 xào rưỡi ở bên này. 70m mặt đường này, 80m mặt đường kia, 9 xào rưỡi. Chỉ cách khu công nghiệp BKMX Đồng Phú 2 cây số, cách tuyến số 3 tuyến xuyên tâm 500m, cách cụm công nghiệp Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, ủy ban trường học xã Tân Tiến thì nó rơi vào khoảng từ 700 đến 1 cây số, 700m đến 1 cây số thôi. Khá là gần đấy chị ha. Miếng này thì phù hợp cho anh chị nào đầu tư dài hạn vì nó gần cụm công nghiệp, gần tuyến 3, tuyến 4, tuyến 2, gần khu nghiệp BKMX Đồng Phú sau này, gần thị trấn anh chị nhá. Thì còn cái giá tôi xin phép tôi không có chia sẻ giá ở đây, tại vì anh chủ này anh ấy không cho tôi chia sẻ về cái giá của cái miếng này, nên là khi nào anh chị mà có thấy thông qua cái video này mà thấy nó phù hợp với mình thì mình lên mình tham quan đất trước anh chị ha. Rồi mình khi mà thấy phù hợp rồi thì tôi tư vấn cho anh chị đi xem đất, phù hợp rồi thì bắt đầu tôi hỏi lại cái giá với anh chủ này anh chị ha. Chắc chắn là khi thông qua khi anh chị mua những sản phẩm thông qua CVT Land thì chúng tôi luôn luôn làm những cái giá tốt nhất cho anh chị ha. Anh chị ha. Rồi, số điện thoại của tôi là 0918645130 hoặc 0271373796 anh chị ha. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website của cvtland.com hoặc cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com để tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với công ty, doanh nghiệp, cá nhân, gia đình mình tốt nhất anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn.